rất linh linh thiêng. Ở phương xa đây ở đâu cũng lợi lợi xin xăm về làm ăn, họ cầu tài gia đạo bóng mạng rất linh thiêng. Đây chùa bữa nay là cúng rằm rất đông. Chùa cũng rằm chùa thao ăn đồ chay nghe. Chùa cũng rằm rằm lớn ăn đồ chay không. Cầu tài cho anh gió loại trên trăm đang Phật nằm ở chùa Hòa Thao ở phường Thành Phước thị xã Tân Nguyên. Làm hết sức là đẹp. Đây là Phật Di Lạc. Ấy quay cho cực khổ vậy. Nhưng mà có chồng không? Không có chồng mà mới quay nha. Không em đi mà. Phật. Phật tổ Như Lai rồi. Trang trí rất đẹp luôn. Đây Phật. Ông Phật nằm. Phật nằm rất dài luôn. Nghe cho Phật tổ mẹ đây chùa thờ cái quan á ở phường Khánh Bình ở thành phố Tân Nguyên. Đây đây. Rất linh thiêng luôn. Họ lại cũng có mấy phòng tu sửa lại, đang tu sửa. Rất là đẹp luôn.
cũng có mấy phòng đang tu sửa lại. Trên thiên phương xa lại thắp hương trên sâm vì cầu tài gia đạo của mạng vì xin làm ăn. Về đạo pháp dân tộc cũng như xã hội mình chưa Phật đã rất đẹp, rất linh thiêng, xin cầu bình an rất nhiều ở phương xa là. Đây quan âm Bồ Tát, Bồ Tát đây. Đây Phật ngành. Mời quan âm đứng. Quá trời. Rất nhiều quá trời luôn, rất linh thiêng. Lo đang cầu bình an rất nhiều như gì làm ăn, phải khách phương xa rất nhiều. Phật cầm lại chùa Bà Thao ở ngoài tầng 3 trang trí rất đẹp, rất linh thiêng. Họ đi họ vô đây cầu nang rất nhiều vì làm ăn được, vì cầu nang rất xin cầu nang cầu làm ăn xin lộc xin tài xin lộc. Rất linh thiêng luôn. Quá trời tai luôn, quá trời mặt. Nơi mẹ Nơi Phật. Đẹp luôn. Họ trang trí chùa Bà Thao đây Phật Di Lặc đang giang đang lái mẹ đang giả trái mẹ đang lái mẹ ngâm. Xin cầu tài gia đạo vì mình muốn cho đẹp được phát tài phát lộc. Đây toàn cảnh của cái chùa Bà Thao này cũng rầm rất là đông. Đây toàn cảnh của chùa Bà Thao ở phường Hạnh Phước thành phố Tân Uyên hôm nay cũng rầm cầm lớn cầm tháng viên rất là đông. Rất là đặc sắc, trang trí rất đẹp, rất tinh mỹ. Này con rầm rất là đông. Bắt
ngồi ngồi cây bồ đề. Đại cực xin cầu tài gia đạo, vì làm ăn hạnh phúc vợ chồng con cái họ. Xin cầu tài gia đạo bổn mạng. Nay chùa cũng cầm Phật tổ ở chùa Thao ở Ninh Phước, chùa cúng rằm rất là đông, khách phương xa lại.